Trong cái mức giá khoảng 1 triệu đồng khi mà chúng ta mua Nokia 204G thì trong phân khúc này các bạn còn có thể lựa chọn được một cái sản phẩm khác từ Nokia, đó chính là Nokia 6700 Luxit ha, một cái thiết bị đời cổ nha các bạn. Thì các bạn có thể thấy là cái kích thước của hai thiết bị này nó rất là chênh lệch ha. Kích thước của 6700 này thì màn hình nó 2,2 inch rất là nhỏ, còn này 2,8 inch nó to rất là nhiều. Nó là một thiết bị sang trọng của Nokia ha. Nhưng mà lưu ý là cái tầm giá khoảng 1 triệu đồng thì các bạn chỉ mua được những cái phiên bản gọi là có thể là ngoại hình nó xấu thôi, không thể nào mua được những cái bản đẹp của 6700, và nhất là cái bản Gold mà đẹp nữa thì cái giá trị rất là cao ha. Rồi, đó là về cái phần mà ngoại hình về thiết kế thì có thể là 6700 hơn. Ở đây các bạn còn có thể thêm một cái nữa là 6700 của chúng ta sẽ có camera 5 megapixel ha, và có thể là ở thời điểm hiện tại thì nó không có chụp đẹp, nhưng mà nó có còn hơn không ha, nó có AF nữa. Bây giờ mình sử dụng thì mình thấy một cái điểm như vậy. Khi mà các bạn sử dụng Nokia trước đây á, thì tin nhắn tới thì nó sẽ báo tít tít và các bạn xem tin nhắn ha. Còn này không có đâu. Các bạn mở lên các bạn thấy hai tin nhắn đúng không? Các bạn vào bên trong. Vào bên trong nó mới báo tít tít nha. Đó ha, vào bên trong mới báo tít tít chứ bình thường là nó nhận nó không báo các bạn. Các bạn phải vào xem mở khóa ra thì nó mới báo tít tít. Đó là một cái điểm mà mình nghĩ là cũng không hợp lý lắm. Lẽ ra thì nó phải báo trước khi mà mình xem ha. Xét về các yếu tố mà nghe gọi đi thì 6700 nó chỉ hỗ trợ một sim thôi các bạn, và nó trang bị kết nối 3,5G, còn trên đây chúng ta sẽ có hai sim 4G. Xét về cái độ sử dụng mà hỗ trợ lâu dài thì 4G nó vẫn ổn hơn nữa các bạn. 3,5G thì theo kế hoạch, cho dù các bạn sử dụng sim Mobifone đi, sử dụng kết nối 3G được, nhưng mà nó chỉ kéo dài đến năm 2028 thôi thì Việt Nam mình sẽ ngắt luôn 3G. Thì cái này về cái mặt lâu dài thì 6700 không thể nào so sánh được ha, mà chỉ có một sim thôi. Cái này các bạn cũng cân nhắc cái nhu cầu sử dụng của các bạn để đưa ra cái sự lựa chọn ha. Đó là về mặt sim sống này kia. Rồi ngoài ra nữa thì 6700 là một thiết bị cũ nha, cho nên là có rất là nhiều trường hợp 6700 mà mua phải cái trường hợp mà nó bị lỗi anten sóng nè, thì cái sóng nó sẽ rất là yếu. Các bạn vào những khu vực sóng yếu thì nó sẽ mất sóng luôn. Thì cái này là một số trường hợp các bạn cần phải lưu ý, cho nên là nếu lựa chọn 6700 ở thời điểm hiện tại, các bạn phải đối mặt với vấn đề không được hỗ trợ lâu dài vì không có kết nối 4G, không có hai sim, và phải chọn cái nơi tin cậy để mua ha, một thiết bị cũ và có khả năng xác suất bị cái lỗi mất sóng nữa. Đó, các bạn cần phải cân nhắc vấn đề đó. Cả hai thiết bị này khi mà nghe gọi á, thì 6700 sẽ hỗ trợ là ghi âm cuộc gọi đi ha. Ghi âm cuộc gọi được tích hợp sẵn. Còn Kia 2204G vẫn tích hợp sẵn ghi âm cuộc gọi. Nhưng mà nó còn thêm một tính năng nữa là chặn cuộc gọi ha. Nó có chặn cuộc gọi. 6700 thì mặc định X40 sẽ không có chặn cuộc gọi nè. Rồi không có chặn tin nhắn nè. Ngoài ra nữa thì X40 nó cũng không thể nào mà giới hạn cuộc gọi được các bạn ha. Nó sẽ không có tính năng mà giới hạn cuộc gọi luôn nha. Đó, đó là những cái điểm mà các bạn cần lưu ý khi mua 6700 để làm một chiếc máy nghe gọi ha. Nói về cái độ sang chảnh thì nó sẽ hơn cái 204G này rồi. Đó. Rồi, nói về cái việc mà ứng dụng cài thêm thì 6700 chúng ta có thể tiếp cận được cái kho ứng dụng Java rất là lớn luôn các bạn. Và thêm vào đó nữa thì cái tốc độ mở Java của nó rất là nhanh. Bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể xem lại những cái video trước á, mình đã test thử cái tốc độ mở Java của nó rồi, gần như nó vượt trội so với những chiếc S60 này kia. Các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm những cái file ứng dụng Java chép vào là xài luôn, chúng ta không cần phải cài đặt thì nó sẽ có rất là nhiều game. Còn 2204G mặc dù là nó có cái phần cloud này, chúng ta có thể xem được YouTube, YouTube Shorts, Facebook đi, nhưng mà nó sẽ không thể nào mà có được nhiều cái game giống như là trên ứng dụng Java. Thì cái này cũng tùy theo cái nhu cầu của các bạn mà các bạn cân nhắc ha. Các bạn cũng phải xem xét về cái bộ nhớ trong nè. Ví dụ cái bộ nhớ trong của 6700 nè thì chúng ta còn trống đến là trên 100 MB ha. Còn này chúng ta bộ nhớ trong của nó chỉ có rất là thấp luôn. Cả hai đều có khả năng hỗ trợ qua những cái cắm thẻ nhớ ha. 6700 là có FM nha, nhưng mà chúng ta cần phải có kết nối tai nghe thì mới có dây, mới hoạt động như anten thì mới ấy được, còn không thì không được ha. Ngoài ra thì nó sẽ không có hỗ trợ dắt cắm tai nghe 2.5 hay là 3.5 gì hết, mà các bạn phải sử dụng qua cái cổng micro USB của nó. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có cái jack 3.5 ha.
Còn này ngoài ra nữa thì mở FM không cần cái tai nghe luôn các bạn. Đó là một cái điểm mà ưu điểm của những chiếc điện thoại Nokia sau này. Thêm vào đó thì cổng sạc của nó là cổng Type-C ha. Cổng Type-C này sẽ phổ biến, nhưng mà 6700 thì chúng ta có cổng chân kim là sạc được cả hai cổng luôn. Ví dụ hư cổng này còn cổng kia ha, sạc qua micro USB, sạc qua cổng chân kim. Và nếu như là cái cổng chân kim mình thấy là nó dễ cắm hơn ha. Và khi mà các bạn sạc qua cổng chân kim mà có được cái củ sạc chuẩn của Nokia thì chúng ta sẽ có cái tốc độ sạc nhanh rất là nhiều. Pin của cái chiếc điện thoại Nokia 2204G này thì hiện tại mình đã sạc từ bữa đầy bữa từ bữa thứ hai tới giờ. Mình gỡ một sim ra mình xài 3 ngày. Mình xài 3 ngày hai sim, sau đó mình gỡ một sim ra mình chờ 4G thì ở thời điểm hiện tại thì nó mới báo bình yếu thôi, thì tức là các bạn có thể xài được nếu mà chờ nhẹ nhàng thôi ha. Thì chúng ta có thể là để cả tuần lận các bạn. 6700 thì chúng ta sẽ không có thể nào mà sử dụng đèn flash của nó để làm đèn pin được, còn này được tích hợp sẵn ha. Mặc dù là 6700 cũng có đèn LED ha. Về những cái ứng dụng khác thì 6700 thì chúng ta sẽ có ghi chú đồ. Còn ở trên cái chiếc Nokia này 2204G thì nó sẽ không có cái ghi chú ha. Đó, thì cái này các bạn cũng cân nhắc luôn nha. Rồi, hình như nó hết pin luôn rồi các bạn. What the hell? Rồi, nếu là các bạn thì trong cái mức giá này các bạn sẽ chọn 6700 Classic cũ hay là Nokia 2204G mới thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới video. Cảm ơn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo nha.